Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả làm việc với 10 tỉnh thành phố có đề xuất bổ sung sân bay mới vào dự thảo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay trên cả nước giai đoạn 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Theo đó, Cục Hàng không thống nhất đề xuất bổ sung 9 sân bay mới, loại 1 sân bay do điều kiện thời tiết. Các địa phương phải tự lập kế hoạch và kêu gọi vốn đầu tư, không dùng vốn ngân sách nhà nước. 9 sân bay mới được đề xuất tại các tỉnh Hà Giang, sân bay Tân Quang, Yên Bái, Tuyên Quang, sân bay Na Hàng, Hà Tĩnh, Kon Tum, sân bay Măng Đen, Quảng Ngãi, sân bay Lý Sơn, Khánh Hòa, sân bay ở Vân Phong và Đắk Nông, Tây Ninh. Cục Hàng không cũng đề nghị các địa phương này lập đề án đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phương thức huy động vốn ngoài ngân sách để xây dựng sân bay. Sân bay duy nhất trong đề xuất không được Cục Hàng không đề xuất bổ sung là Mộc Châu của Sơn La, do vị trí đất làm sân bay trong rừng quốc gia Mộc Châu có điều kiện thời tiết không thuận lợi, mỗi năm có khoảng 5 tháng sương mù ảnh hưởng đến quy trình khai thác hàng không dân dụng.